đoàn tàu Phương Châu với hành trình vươn ra biển lớn, mang theo hoài bão chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho người dân. Phương Châu tiến ra đại dương trong tâm thế hùng dũng, vượt lên trên đầu sóng ngọn gió, chinh phục những sứ mệnh nhân bản về y đức, mở ra nhiều giá trị tiên phong hướng về cộng đồng. Nữ bác sĩ thuyền trưởng đã điều hành đoàn tàu y tế bằng tâm huyết và tấm lòng của một người thầy thuốc. Đồng hành cùng người phụ nữ vượt cạn mẹ tròn con vuông, nâng niu và chăm sóc từng đứa bé chào đời an toàn, khỏe mạnh, Phương Châu đã bắt đầu hành trình với sứ mệnh như thế. Từng bước làm tròn tâm huyết của mình ở nhiều lĩnh vực, trong đó có phụ khoa, và tiếp đến là sự xuất hiện của đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu, thêm một khoang tàu mới. Lộ trình còn dài, đoàn tàu y tế ấy lại tiếp tục hành trình chinh phục những vùng đất mới. Hòn đảo Quý Tỵ 2013 rộn rã vào một ngày đặc biệt của tháng 11, khi màu cờ xanh phấp phới tung bay, thêm một khoang tàu khoa khám bệnh và nội trú đa khoa Phương Châu đã cắm mốc. Cuối tháng 11, con tàu Phương Châu vinh hạnh đưa những vị bác sĩ Hàn Quốc tài hoa về chăm sóc và cải thiện sắc vóc cho người dân. Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc là Forest Phương Châu ra đời, đánh dấu sự hợp tác quốc tế đầu tiên, mở ra một bước ngoặt hội nhập bền vững và lâu dài. Tiếp tục chuyến hành trình rời đảo Quý Tỵ với những cột mốc phát triển, con tàu nay mang danh xưng mới, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu sẽ ngày một đổi khác hơn. Con tàu y tế thân thiện cập bến đảo Bính Thân mang theo nhiều khát vọng ngày càng hoàn thiện sứ mệnh của mình. Chăm sóc sức khỏe nam giới, một bước đệm giúp cải thiện chất lượng sinh sản cho các gia đình. Phòng khám Nam Khoa Phương Châu tư vấn và điều trị các bệnh lý liên quan tới nam giới được thành lập. Từ đây, IVF chính thức kết hợp với Nam Khoa, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều trị hiếm muộn tại Phương Châu. Trên hành trình tiến gần hơn đến đảo Đinh Dậu 2017, đoàn tàu y tế Phương Châu đã có thêm chiến binh nhân bản đồng hành, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc. Đó là nỗ lực mở rộng hệ thống, rút ngắn khoảng cách địa lý trong chăm sóc sức khỏe, mang lại sự thụ hưởng y tế chất lượng cao cho người dân các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Trải qua nhiều ngọn sóng và thử thách, đoàn tàu Phương Châu được biển lớn nuôi dưỡng sự vững vàng, sẵn sàng sánh vai với bạn bè quốc tế khi tiến đến đảo Mậu Tuất 2018. Ngày 7 tháng 7 đã diễn ra sự kiện ký kết hợp tác y tế toàn diện Việt-Nhật giữa Tập đoàn Y tế Kisokai với Tập đoàn Y tế Phương Châu. Từ đây, những giá trị về an toàn sản nhi được nâng tầm theo tiêu chuẩn Nhật Bản, tiên phong đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Hệ thống y tế Phương Châu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật cao, phát độ an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, các thuyền viên mang văn hóa Omotenashi, phụng sự từ tâm của con người và đất nước mặt trời mọc vào chăm sóc y tế trên toàn hệ thống các con tàu Phương Châu. Một năm sau cái bắt tay hợp tác đầu tiên về lĩnh vực sản nhi với Nhật Bản, ngày 21 tháng 6 năm 2019 đánh dấu bước phát triển hợp tác y tế Việt-Nhật tiếp theo ở lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Phát huy sức mạnh ba bên gồm IVF Japan, Tập đoàn Y tế Kisokai và Tập đoàn Y tế Phương Châu là khát vọng nâng tầm chất lượng điều trị hiếm muộn kỹ thuật cao theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các gia đình mong con. Hoạt động với mũi nhọn sản nhi được công nhận là bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 là một trong những niềm tự hào lớn của Phương Châu. Niềm vui mừng được tiếp nối khi Phương Châu trở thành mạng lưới vệ tinh ngân hàng sữa mẹ của Bệnh viện Từ Dũ, đầu tiên và duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả đó như một bảo chứng đáp lại nỗ lực không ngừng cho định hướng chăm sóc toàn diện để người phụ nữ vững tâm làm tròn thiên chức. Song hành với hoạt động lâm sàng là những đóng góp thầm lặng của tập thể thuyền viên khối cận lâm sàng. Vinh dự nhận chứng chỉ ISO 15189 vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 là động lực để Phương Châu phát huy hiệu quả điều trị và chẩn đoán. Mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao trong tầm soát, dự phòng bệnh. Bước sang năm 2020, lần lượt và đầy đủ các chuyên khoa ra đời đã tiếp thêm động lực và sự tự tin cho hành trình tiến về phía trước của Phương Châu. Ngày 13 tháng 3 năm 2021 vừa qua, chúng ta đã long trọng tổ chức sự kiện khánh thành ra mắt Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng trong niềm phấn khởi hân hoan của tất cả mọi người. Tự hào với sự hiện diện của ngôi nhà mới, Phương Châu Sóc Trăng là dấu ngoặc cho sự phát triển, mở rộng quy mô hệ thống. Từ đó, con tàu y tế Phương Châu Sóc Trăng đã tận tâm và nồng nhiệt chào đón những vị khách hàng đầu tiên đến khám chữa bệnh các chuyên khoa, cũng như hoàn thành ca sanh vuông tròn đầu tiên và hoạt động hiệu quả đến nay.
hướng sứ mệnh về cộng đồng, Phương Châu đã làm tròn trọng trách được giao phó, mang lại 110.689 mũi tiêm ngừa COVID-19 với quy trình tiêm an toàn cho cộng đồng, bà bầu, mẹ bỉm, trẻ em và nhân viên y tế. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, giãn cách xã hội, mọi hoạt động thông thương bị phong tỏa, đó là lúc bài toán khó về chăm sóc sức khỏe an toàn cho sản phụ của Phương Châu ở các tỉnh thành khác cần tìm ra được lời giải. Mạnh mẽ vượt dậy sau đại dịch, Phương Châu đã có một năm 2022 vô cùng đặc biệt, với niềm vui đầu tiên là thành quả chinh phục được những con dấu uy tín chất lượng quốc tế JCI, ARTAC và ISO 15189. Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu Cần Thơ thành lập năm 2011 thuộc Tập đoàn Y tế Phương Châu là nơi đầu tiên và duy nhất tại đồng bằng sông Cửu Long đạt được cùng lúc hai tiêu chuẩn kiểm định uy tín trên thế giới JCI và ARTAC, trở thành trung tâm hỗ trợ sinh sản chất lượng hàng đầu của cả nước. Việc ứng dụng JCI vào dịch vụ y tế của Phương Châu sẽ giúp người dân tại đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung có thể an tâm vào chất lượng khám và điều trị được công nhận đồng bộ ở các bệnh viện chất lượng cao trong và ngoài nước. Từ đây, người dân đã có thể an tâm chăm sóc sức khỏe an toàn tại một nơi đáng tin cậy với sự chi trả hợp lý và xứng đáng. Và Phương Châu ngày càng tự tin hơn với những cống hiến của mình vào sự phát triển của nền y tế khu vực.